phẩm ba phẩm lớn maha vaga một la mã kinh tiếng giống sư tử sihanada sutta hai mươi một này các tỷ kheo con sư tử vua các loài thú vào buổi chiều từ hang đi ra sau khi từ hang đi ra nó duỗi chân sau khi duỗi chân nó nhìn xung quanh bốn phương sau khi nhìn xung quanh bốn phương, nó giống lên ba lần tiếng giống con sư tử. Sau khi giống lên ba lần tiếng giống con sư tử, nó ra đi tìm mồi. Vì sao? Nó giống lên với ý nghĩ. Mong rằng ta không làm tàn hại các loài thú nhỏ đi lạc đường. Này các tỷ kheo! Con sư tử là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán tránh đẳng giác. Này các tỷ kheo! Như Lai thuyết pháp trong hội chúng. Đây chỉ cho tiếng giống con sư tử. Này các tỷ kheo, có 10 Như Lai lực này của Như Lai. Thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử giữa các hội chúng và chuyển phạm luân. Thế nào là 10? Ở đây, này các tỷ kheo, như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, như lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai hiện tại. Này các tỷ kheo, như lai như thật rõ biết, vân vân và truyền pháp luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, như lai như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả sanh thú. Này các tỷ kheo, như Lai như thật rõ biết, vân vân và chuyển Phạm Luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết thế giới với nhiều giới, nhiều sai biệt. Này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết, vân vân và chuyển Phạm Luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai như thật rõ biết trí hướng sai biệt của các loài chúng sanh. Này các tỷ kheo, như lai như thật rõ biết, vân vân, và chuyển Phạm Luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, như lai như thật rõ biết những căn thượng hạ của các loại chúng sanh, loài người. Này các tỷ kheo, như lai như thật rõ biết, vân vân, và chuyển Phạm Luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, như lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền, về giải thoát, về định. Này các tỷ kheo, như lai như thật rõ biết, vân vân và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, như lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời. Ba mươi đời. 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành kiếp và hoại kiếp. Như Lai nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra chỗ nọ tại chỗ này ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây như vậy như lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết này các tỷ kheo như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, vân vân. Các nét đại cương và chi tiết. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và truyền phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, Như Lai với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Như Lai biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên các cõi thiện, thiên giới, cõi đời này. Như vậy như Lai với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. Như Lai biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này các tỷ kheo, Như Lai với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vân vân, hạnh nghiệp của họ. Như vậy là như lai lực của như lai. Chính nhờ như lai lực này, như lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Lại nữa, này các tỷ kheo, như lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và truyền phạm luân. Này các tỷ kheo, đây là mười như lai lực của như lai. Chính nhờ thành tựu những lực này, như lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử giữa các hội chúng và truyền phạm luân. Hai La Mã, Kinh, những tuyên bố về Pháp. Adivuthi Pada Sutta 22. Bấy giờ, tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, phàm những pháp nào đưa đến sự chứng ngộ với thắng trí? Các tuyên bố về giáo lý. Này Ananda, ở đây ta vô ý tự nhận thuyết pháp về chúng về chúng như thế ấy như thế ấy khiến cho người nào như vậy như vậy thực hành nếu là có sẽ biết là có nếu là không có sẽ biết là không có nếu là hạ liệt sẽ biết là hạ liệt nếu là thù thắng sẽ biết là thù thắng nếu là có trên sẽ biết là có trên nếu là vô thượng sẽ biết là vô thượng. Vì rằng cái gì người ấy có thể biết, có thể thấy, có thể chứng ngộ, người đó sẽ biết được, sẽ thấy được, sẽ chứng ngộ. Sự kiện này có xảy ra. Này Ananda, cái này là vô thượng đối với các trí, chí. chính là như thật trí đối với vấn đề này hay vấn đề khác và này Ananda. Do vậy, ta tuyên bố rằng ngoài trí này không có một trí nào khác cao thượng hơn, thủ thắng hơn. Này Ananda, có mười như lai lực này của như lai. Chính nhờ thành tựu những lực này, như lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử giữa các hội chúng và chuyển phạm luân. Thế nào là mười? ở đây này Ananda, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngư vương, giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và truyền phạm luân. Lại nữa, này Ananda, như lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai hiện tại. Này Ananda, như lai như thật rõ biết, vân vân và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, như lai như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả sanh thú, này Ananda Như Lai like, như thật rõ biết vân vân và chuyển Phạm Luân lại nữa này Ananda Như Lai like, như thật rõ biết thế giới với nhiều giới nhiều sai biệt này Ananda Như Lai like, như thật rõ biết vân vân và chuyển Phạm Luân lại nữa này Ananda như Lai như thật rõ biết trí hướng sai biệt của các loài chúng sanh. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết, vân vân và chuyển Phạm Luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết những căn thượng hạ của các loài chúng sanh, loài người. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết, vân vân và chuyển Phạm Luân. Lại nữa, này Ananda, như lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền, về giải thoát, về định. Này Ananda, như lai như thật rõ biết, vân vân và truyền phạm luân. Lại nữa, này Ananda, như lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, vân vân. Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Ananda, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, vân vân và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Như Lai biết rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Ananda, Như Lai với Thiên Nhãn, vân vân và truyền Phạm Luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Này Ananda, đây là mười như lai lực của như lai. Chính nhờ thành tựu những lực này, như lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, giống lên tiếng giống con sư tử giữa các hội chúng và chuyển phạm luân. Ba La Mã kinh với thân casaza suta 23 này các tỷ-kheo có những pháp cần phải đoạn tận với thân không phải với lời này các tỷ-kheo có những pháp cần phải đoạn tận với lời không phải với thân này các tỷ-kheo có những pháp cần phải đoạn tận không phải với thân không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo có phạm điều bất thiện về thân, về một vấn đề gì? Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các vị đồng phạm hạnh có trí đã nói với vị ấy. Tôn giả có phạm điều bất thiện về thân về một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu tôn giả từ bỏ thân làm ác và tu tập thân làm thiện. Vị ấy được các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm thiện. Này các tỷ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với thân không phải với lời. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo phạm điều bất thiện về lời, về một vấn đề gì? Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các vị đồng phạm hạnh có trí đã nói với vị ấy, tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vấn đề này. Thật tốt lành thay nếu tôn giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiện. Vị ấy được các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy. Đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói thiện. Này các tỷ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân và này các tỷ kheo thế nào là các pháp cần phải đoạn tận không phải với thân cũng không phải với lời mà sau khi thấy sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận tham này các tỷ kheo cần phải đoạn tận không phải với thân cũng không phải với lời mà sau khi thấy sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận sân này các tỷ kheo vân vân si này các tỷ kheo vân vân phẫn nộ này các tỷ kheo vân vân hiềm hận này các tỷ kheo vân vân Dèm pha này các tỷ kheo vân vân não hại này các tỷ kheo vân vân san tham này các tỷ kheo cần phải đoạn tận không phải với thân không phải với lời mà sau khi thấy sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận ác tật đố này các tỷ kheo cần phải đoạn tận không phải với thân không phải với lời mà sau khi thấy sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận và này các tỷ kheo thế nào là ác tật đố ở đây này các tỷ kheo, có người gia chủ hay con người gia chủ, dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau. Ôi, mong rằng sự dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng, thật sự không thuộc về người gia chủ, hay con người gia chủ này? Hay một sa môn, bà la môn có được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh? Ở đây, một sa môn hay bà la môn khác khởi lên ý nghĩ như sau. Ôi, mong rằng vị tôn giả này không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh này các tỷ kheo đây gọi là ác tật đố ác tật đố này các tỷ kheo cần phải đoạn tận không phải với thân cũng không phải với lời mà sau khi thấy sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận này các tỷ kheo ác dục cần phải đoạn tận không phải với thân cũng không phải với lời mà sau khi thấy sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác dục? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có lòng tin lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta có lòng tin. Có ác giới lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người có giới. Nghe ít lại muốn rằng, mong rằng Họ biết ta là người nghe nhiều, là người ưa thích hội chúng, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người sống viễn ly, là người biếng nhác, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người tinh cần, tinh tấn, là người thất niệm, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người niệm được an trú, là người không có định, lại muốn rằng Mong rằng họ biết ta là người có định, là người ác tuệ lại muốn rằng mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ, là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn rằng mong rằng họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là ác dục. Ác dục này, này các tỷ kheo, cần phải đoạn tận không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Này các tỷ kheo, nếu tham chinh phục tỷ kheo và phát triển, nếu sân, vân vân, nếu si, vân vân, nếu phẫn nộ, vân vân, nếu hiềm hận, vân vân, nếu dèm pha, vân vân, nếu não hại, vân vân nếu san tham vân vân nếu ác tật đố vân vân nếu ác dục chinh phục tỳ kheo và phát triển vị ấy cần phải được hiểu như sau tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt như vậy tham chinh phục vị ấy và phát triển tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt vân vân si không có mặt vân vân phẫn nộ không có mặt vân vân hiềm hận không có mặt vân vân rèm pha không có mặt vân vân não hại không có mặt vân vân san tham không có mặt vân vân ác tật đố không có mặt vân vân tôn giả này không rõ biết như thế nào để ác dục không có mặt như vậy ác dục chinh phục vị ấy và phát triển nhưng này các tỷ kheo, nếu tham không chinh phục tỷ kheo và không phát triển, nếu sân, vân vân, nếu si, vân vân, nếu phẫn nộ, vân vân, nếu hiềm hận, vân vân, nếu dèm pha, vân vân, nếu não hại, vân vân, nếu san tham, vân vân, nếu ác tật đố, vân vân, nếu ác dục không chinh phục tỉ khao và không phát triển. Vị ấy cần phải được hiểu như sau. Tôn giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham không chinh phục vị ấy và không phát triển. Tôn giả này rõ biết như thế nào để sân không có mặt. Vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, dèm pha, vân vân não hại, vân vân, san tham, vân vân, ác tật đố, vân vân, ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị ấy và không phát triển. Bốn La Mã Kinh Maha Chunda Mahachunda Sutta 24 Một thời, tôn giả Mahachunda trú giữa dân chúng Cheti tại Saha Tại đấy, tôn giả Mahachunda gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỷ kheo. Thưa hiền giả, các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahachunda. Tôn giả Mahachunda nói như sau thưa các hiền giả, nếu một tỷ kheo thuyết về trí, nói rằng tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này. Này chư hiền, nếu tham chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, nếu sân, vân vân, nếu si, vân vân, nếu phẫn nộ, vân vân, nếu hiềm hận, vân vân, nếu xèm pha, vân vân, nếu não hại, vân vân, nếu san tham, vân vân. Nếu ác tật đố, vân vân. Nếu ác dục chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt, vân vân. Si không có mặt, vân vân phẫn nộ không có mặt, vân vân. Hiềm hận không có mặt, vân vân. Dèm pha không có mặt, vân vân. Não hại không có mặt, vân vân. San tham không có mặt, vân vân. Ác tật đố không có mặt, vân vân. Ác dục không có mặt. Như vậy, các ác dục chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại. Thưa các hiền giả, nếu một tỷ kheo thuyết về tu tập, nói rằng tôi được tu tập về thân, được tu tập về giới, được tu tập về tâm, được tu tập về tuệ. Thưa chư hiền, nếu tham chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, nếu sân, vân vân, nếu si, vân vân, nếu phẫn nộ, vân vân, nếu hiểm hận, vân vân, nếu xèm pha, vân vân nếu não hại, vân vân, nếu san tham, vân vân, nếu ác tật đố, vân vân, nếu ác dục chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau. Vị tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt, vì rằng tham chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại. Vị tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt, vân vân si không có mặt vân vân vẫn nộ không có mặt vân vân hiềm hận không có mặt vân vân dèm pha không có mặt vân vân não hại không có mặt vân vân san tham không có mặt vân vân ác tật đố không có mặt vân vân ác dục không có mặt như vậy các ác dục chinh phục vị ấy và tồn tại và này chư hiền tỷ kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập nói rằng tôi biết pháp này tôi thấy pháp này tôi được tu tập về thân tôi được tu tập về giới tôi được tu tập về tâm tôi được tu tập về tuệ này chư hiền nếu tham chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại nếu sân vân vân nếu si vân vân nếu phẫn nộ, vân vân, nếu hiềm hận, vân vân, nếu xèm pha, vân vân, nếu não hại, vân vân, nếu san tham, vân vân, nếu ác tật đố, vân vân, nếu ác dục chinh phục tỉ kheo ấy và tồn tại. Vị ấy cần phải được hiểu như sau. Vị tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt, vân vân dân không có mặt, vân vân, si không có mặt, vân vân. Như vậy, ác dục chinh phục vị ấy và tồn tại. Ví như này chư hiền, có người nghèo khổ, có thể nói về giàu sang. Không có tài sản, có thể nói về tài sản. Không có sở hữu, có thể nói về sở hữu. Nhưng khi cơ hội tạo ra tài sản đến vị ấy không thể tạo thành tài sản lúa gạo bạc hay vàng người ta có thể biết về người ấy như sau vị này tuy nghèo khổ lại nói về giàu sang vị này tuy không có tài sản lại nói về tài sản vị này tuy không có sở hữu lại nói về sở hữu vì cớ sao vì rằng vị này khi có cơ hội tạo ra tài sản đến vị ấy không thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Cũng vậy, này chư hiền, vị tỷ kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập về giới, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ. Này chư hiền! nếu tham chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, nếu sân, vân vân, nếu si, vân vân, nếu phẫn nộ, vân vân, nếu hiềm hận, vân vân, nếu xèm pha, vân vân, nếu não hại, vân vân, nếu san tham, vân vân, nếu ác tật đố, vân vân, nếu ác dục chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại. Vị ấy cần phải được hiểu như sau. Vị này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt, vân vân. Sân không có mặt, vân vân. Si không có mặt, vân vân. Như vậy, ác dục chinh phục vị ấy và tồn tại. Này chư hiền, tỷ kheo thuyết về trí nói rằng, tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này. Này chư hiền, nếu tham không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại nếu sân vân vân nếu si vân vân nếu phẫn nộ vân vân nếu hiềm hận vân vân nếu xèm pha vân vân nếu não hại vân vân nếu san tham vân vân nếu ác tật đố vân vân nếu ác dục không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại vị ấy cần phải được biết như sau vị tôn giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt vân vân sân không có mặt vân vân si không có mặt vân vân vẫn nộ không có mặt vân vân hiềm hận không có mặt vân vân dèm pha không có mặt vân vân não hại không có mặt vân vân san tham không có mặt vân vân. Ác tật đố không có mặt, vân vân. Ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị này và tồn tại. Này chư hiền, tỷ kheo thuyết về tu tập nói rằng, tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu tập về tuệ. Này chư hiền nếu tham không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, vân vân. Nếu sân, vân vân. Nếu si, vân vân. Nếu phẫn nộ, vân vân. Nếu hiềm hận, vân vân. Nếu xèm pha, vân vân. Nếu não hại, vân vân. Nếu san tham, vân vân. Nếu ác tật đố, vân vân. Nếu ác dục không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được biết như sau. Vị tôn giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt, vân vân. Sân không có mặt, vân vân. Si không có mặt, vân vân. Phẫn nộ không có mặt, vân vân. Hiềm hận không có mặt, vân vân. Dèm pha không có mặt, vân vân. Não hại không có mặt, vân vân san tham không có mặt, vân vân. Ác tật đố không có mặt, vân vân. Ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị này và tồn tại. Này chư hiền, tỷ kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng, tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới tôi có tu tập về tâm tôi có tu tập về tuệ này chưa hiền nếu tham không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại vân vân nếu sân vân vân nếu si vân vân nếu phẫn nộ vân vân nếu hiềm hận vân vân nếu dèm pha vân vân nếu não hại vân vân nếu san tham vân vân nếu ác tật đố vân vân. Nếu ác dục không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được biết như sau. Vị tôn giả này biết rõ như thế nào để tham không có mặt, vân vân. Sân không có mặt, vân vân. Si không có mặt, vân vân. Phẫn nộ không có mặt, vân vân. Hiềm hận không có mặt, vân vân. Dèm pha không có mặt, vân vân não hại không có mặt, vân vân. San tham không có mặt, vân vân. Ác tật đố không có mặt, vân vân. Ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị ấy và tồn tại. Này chư hiền, ví như một người giàu sang có thể nói về giàu sang, một người có tài sản có thể nói về tài sản, một người có sở hữu có thể nói về sở hữu khi cơ hội tạo ra tài sản đến người ấy có thể tạo thành tài sản lúa gạo bạc hay vàng và người ta có thể biết về người ấy như sau có giàu sang vị này nói về giàu sang có tài sản vị này nói về tài sản có của cải vị này nói về của cải vì cớ sao vì rằng Người này khi có cơ hội tạo ra tài sản đến, người ấy có thể tạo thành tài sản lúa gạo, bạc hay vàng. Cũng vậy, này Chư Hiền, tỷ kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng: Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu tập về tuệ này chưa hiền nếu tham không chinh phục tỳ kheo ấy và tồn tại vân vân nếu sân vân vân nếu si vân vân nếu phẫn nộ vân vân nếu hiềm hận vân vân nếu xèm pha vân vân nếu não hại vân vân nếu san tham vân vân nếu ác tật đố vân vân nếu ác dục không chinh phục tỷ kheo ấy và tồn tại. Vị ấy cần phải được biết như sau. Vị tôn giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham không chinh phục vị này và tồn tại. Vị tôn giả này rõ biết như thế nào để sân không có mặt, vân vân. Si, vân vân. Phẫn nộ, vân vân. Hiềm hận, vân vân. Dèm pha, vân vân, não hại, vân vân, san tham, vân vân, ác tật đố, vân vân, ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị ấy và tồn tại. Năm La Mã, kinh Thiền án xứ, Kasina Sutta. 25. Này các tỷ kheo, có 10 thiền án xứ này, thế nào là 10? một người tưởng chi thiền án đất, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng chi thiền án nước, vân vân. Một người tưởng chi thiền án lửa, vân vân. Một người tưởng chi thiền án gió, vân vân. Một người tưởng chi thiền án xanh, vân vân. Một người tưởng chi thiền án vàng, vân vân một người tưởng chi thiền án đỏ, vân vân; một người tưởng chi thiền án trắng, vân vân; một người tưởng chi thiền án hư không, vân vân; một người tưởng chi thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai vô lượng. Này các tỷ-kheo, có mười thiền án xứ này. Sáu la mã kinh ca ly Kali Sutta 26 Một thời, Tôn giả Maha Kachana chú giữa dân chúng Avanti ở Kurara gara tại một vực núi cao, Papate. Bấy giờ, có nữ cư sĩ Kali, chú ở Kurara gara đi đến Tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nữ cư sĩ Kali, chú ở Kurara Gara, thưa với tôn giả Maha Katchana. Lúc thưa tôn giả, thế tôn có nói như sau trong các câu hỏi của thiếu nữ. Ta đạt được mục đích, tâm ta được an tịnh. Sau khi đã chiến thắng, đội quân sắc khả ái, ta thiền định một mình, được an lạc tránh giác do vậy ta không có làm bạn với quần chúng làm bạn với một ai không phải việc ta làm thưa tôn giả lời nói vắn tắt này của thế tôn cần phải được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào này nữ cư sĩ có một số sa môn bà la môn tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiền án đất có thể thực hiện được mục đích của họ này nữ cư sĩ nhưng thế tôn đã thắng chi tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiền án đất sau khi thắng chi như vậy thế tôn đã thấy sự tập khởi đã thấy sự nguy hại đã thấy sự xuất ly đã thấy chi kiến về đạo và phi đạo do nhân thấy được sự tập khởi do nhân thấy được sự nguy hại do nhân thấy được sự xuất ly do nhân thấy được chi kiến về đạo và phi đạo. Ngài rõ biết mục đích đã đạt được, tâm đã được an tịnh. Này nữ cư sĩ, có một số sa môn, bà la môn, tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiền án nước, vân vân, thiền án lửa, vân vân, thiền án gió, vân vân, thiền án xanh, vân vân, thiền án vàng, vân vân thiền án đỏ, vân vân, thiền án trắng, vân vân, thiền án hư không, vân vân, thiền án thức có thể thực hiện được mục đích của họ. Này nữ cư sĩ, nhưng Thế Tôn đã thắng chi tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt thiền án thức. Sau khi thắng chi như vậy, Thế Tôn đã thấy sự tập khởi, đã thấy sự nguy hại đã thấy sự xuất ly đã thấy chia kiến về đạo và phi đạo do nhân thấy được sự tập khởi do nhân thấy được sự nguy hại do nhân thấy được sự xuất ly do nhân thấy được chia kiến về đạo và phi đạo ngài rõ biết mục đích đã đạt được tâm đã được an tịnh do vậy này nữ cư sĩ thế tôn có nói như sau trong các câu hỏi của thiếu nữ ta đạt được mục đích tâm ta được an tịnh sau khi đã chiến thắng đội quân sắc khả ái ta thiền định một mình được an lạc tránh giác do vậy ta không có làm bạn với quần chúng làm bạn với một ai không phải việc ta làm này nữ cư sĩ lời nói vắn tắt này của Thế Tôn cần phải được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Bảy La Mã Kinh Những Câu Hỏi Lớn Thứ Nhất Patama Maha Panha Sutta 27 Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana ở khu vườn ông Anatha Pindika. Bấy giờ, có rất nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào savatthi để khất thực. rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi vào savatthi khất thực. chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. rồi các tỷ kheo ấy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. sau khi đến nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên. Thưa các hiền giả, Sa môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử. Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy thắng chi tất cả pháp. Sau khi thắng chi thắng chi tất cả pháp hãy an chú thưa các hiền giả chúng tôi cũng thuyết pháp như sau cho các đệ tử hãy đến này chư hiền hãy thắng chi tất cả pháp sau khi thắng chi thắng chi tất cả pháp hãy an chú ở đây này chư hiền có sự đặc thù gì có sự thù thắng gì có sự sai biệt gì giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về thuyết pháp và thuyết pháp hay về giáo giới và giáo giới. Rồi các tỷ kheo ấy không hoan hỉ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, cũng không phỉ báng, không hoan hỉ, không phỉ báng, các vị ấy đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa lời nói này từ thế tôn. Rồi các tỷ kheo ấy sau khi đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn trên con đường trở về đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Rồi chúng con suy nghĩ như sau thật là quá sớm để vào sa vắt thi khất thực vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo rồi bạch thế tôn chúng con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo sau khi đến chúng con nói với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu chúng con ngồi xuống một bên bạch thế tôn các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi một bên. Thưa các hiền giả, Sa môn Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy thắng chi tất cả pháp. Sau khi thắng chi, thắng chi tất cả pháp, hãy an trú." Thưa các hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp như sau cho các đệ tử: "Hãy đến, này chư hiền hãy thắng chi tất cả pháp. Sau khi thắng chi, thắng chi tất cả pháp, hãy an trú. Ở đây, này chư hiền, có sự đặc thù gì, có sự thù thắng gì, có sự sai biệt gì giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về thuyết pháp và thuyết pháp hay về giáo giới và giáo giới. Rồi bạch thế tôn, chúng con không hoan hỉ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy cũng không phỉ báng không hoan hỉ không phỉ báng chúng con đứng dậy và ra đi nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của lời nói này từ thế tôn này các tỷ kheo được nghe nói vậy các du sĩ ngoại đạo ấy cần phải được nói như sau này chư hiền một câu hỏi một câu tuyên bố một câu trả lời hai câu hỏi hai câu tuyên bố hai câu trả lời ba câu hỏi ba câu tuyên bố ba câu trả lời bốn câu hỏi bốn câu tuyên bố bốn câu trả lời năm câu hỏi năm câu tuyên bố năm câu trả lời sáu câu hỏi sáu câu tuyên bố sáu câu trả lời 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời. 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời. 9 câu hỏi, 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo ấy sẽ không thể trả lời. Hơn nữa, sẽ rơi vào bối rối vì sao này các tỷ kheo vì vấn đề ấy vượt ngoài địa hạt của họ này các tỷ kheo ta không thấy một ai trong thế giới với chư thiên ma giới phạm thiên giới với quần chúng sa môn bà la môn với chư thiên và loài người với tâm thích thú trả lời những câu hỏi này trừ như lai đệ tử của như lai hay những ai được nghe từ các vị này? Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong một pháp, này các tỷ kheo. Tỷ kheo chơn tránh nhàm chán, chơn tránh ly tham, chơn tránh giải thoát, chơn tránh thấy được sự cứu cánh sau khi trơn tránh thắng chi ý nghĩa ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong một pháp tất cả chúng sanh đều tồn tại nhờ đồ ăn trong một pháp này này các tỷ kheo tỷ kheo trơn tránh nhàm chán trơn tránh ly tham trơn tránh giải thoát trơn tránh thấy được sự cứu cánh sau khi trơn tránh thắng chi ý nghĩa ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau một câu hỏi một câu tuyên bố một câu trả lời được nói đến như vậy do duyên này được nói đến như vậy hai câu hỏi hai câu tuyên bố hai câu trả lời được nói đến như vậy do duyên gì được nói đến như vậy trong hai pháp này các tỷ kheo tỷ kheo trơn tránh nhàm chán trơn tránh ly tham trơn tránh giải thoát trơn tránh thấy được sự cứu cánh sau khi trơn tránh thắng chi ý nghĩa ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong hai pháp trong danh và trong sắc trong hai pháp này này các tỷ kheo tỷ kheo trơn tránh nhàm chán vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong ba pháp này các tỷ kheo tỷ kheo trơn tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong ba pháp? Trong ba thọ. Trong ba pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trơn tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được nói đến như vậy? Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong bốn pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo trơn tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? Trong bốn đồ ăn. Trong bốn pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trơn tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong năm pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo chân tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong năm Pháp? Trong năm thủ ẩn. Trong năm Pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo chân tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời được nói đến như vậy do duyên này được nói đến như vậy. Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong sáu pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo chân tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong sáu pháp? Trong sáu nội xứ trong sáu pháp này này các tỷ kheo tỷ kheo chân tránh nhàm chán vân vân là người chấm dứt khổ đau sáu câu hỏi sáu câu tuyên bố sáu câu trả lời được nói đến như vậy do duyên này được nói đến như vậy bảy câu hỏi bảy câu tuyên bố bảy câu trả lời được nói đến như vậy do duyên gì được nói đến như vậy trong bảy pháp này các tỷ kheo tỷ kheo trơn tránh nhàm chán vân vân là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong bảy pháp trong bảy thức chú trong bảy pháp này các tỷ kheo tỷ kheo trơn tránh nhàm chán vân vân là người chấm dứt khổ đau bảy câu hỏi bảy câu tuyên bố bảy câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Tám câu hỏi. Tám câu tuyên bố. Tám câu trả lời. Được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy. Trong tám pháp. Này các tỷ kheo. Tỷ kheo chơn tránh nhàm chán. Vân vân. Là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong tám pháp trong tám thế gian pháp. Trong tám pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trơn tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời được nói đến như vậy do duyên gì được nói đến như vậy? Trong chín pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo chân tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong chín pháp, chín hữu tình cư? Trong chín pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo chân tránh nhàm chán, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Chín câu hỏi 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong 10 pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo chân tránh nhàm chán, chân tránh ly tham, chân tránh giải thoát, trơn tránh thấy được sự cứu cánh. Sau khi trơn tránh thắng chi ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là mười pháp? Trong mười bất thiện nghiệp đạo. Trong mười pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trơn tránh nhàm chán, trơn tránh ly tham, trơn tránh giải thoát, trơn tránh thấy được sự cứu cánh sau khi chân tránh thắng chi ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. Tám La Mã, Kinh Những Câu Hỏi Lớn Thứ Hai Dutiza Maha Panha Sutta 28 Một thời, Thế Tôn Chú ở Kazangala tại Trúc Lâm. Bấy giờ, có rất nhiều nam cư sĩ ở Kazangala đi đến Tỷ Kheo Ni Chú ở Kazangala. Sau khi đến, đảnh lễ Tỷ Kheo Ni rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên các cư sĩ ở Kazangala nói với tỷ kheo ni ở Kazangala. Thưa đại tỷ, Thế Tôn có tuyên bố trong các câu hỏi lớn. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời. Bốn câu hỏi, 4 câu tuyên bố, 4 câu trả lời, 5 câu hỏi, 5 câu tuyên bố, 5 câu trả lời, 6 câu hỏi, 6 câu tuyên bố, 6 câu trả lời, 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời, 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời, 9 câu hỏi, 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời mười câu hỏi mười câu tuyên bố mười câu trả lời thưa đại tỷ lời nói vắn tắt này của thế tôn ý nghĩa rộng rãi cần phải hiểu như thế nào này các hiền giả tôi không được tận mặt nghe và tận mặt lãnh thọ từ thế tôn tôi cũng không được tận mặt nghe và tận mặt lãnh thọ từ các tỷ kheo có tu tập về ý tuy vậy ở đây, vấn đề được trình bày với tôi như thế nào? Hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa vâng, đại tỷ, các nam cư sĩ ở Kazangala vâng đáp tỷ kheo ni ở Kazangala. Tỷ kheo ni ở Kazangala nói như sau. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. Được Thế Tôn nói đến như vậy do duyên gì được nói đến như vậy? Như kinh trên, vân vân. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được Thế Tôn nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong bốn pháp, này chư hiền, tỷ kheo chân tránh khéo tu tập tâm, chân tránh thấy được cứu cánh. Sau khi chân tránh thắng chi mục đích, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? Trong bốn niệm xứ? Trong bốn pháp này, này chư hiền, tỉ kheo trơn tránh, khéo tu tập tâm, trơn tránh, vân vân, là người chấm dứt khổ đau. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời. Thế Tôn đã nói như vậy, do duyên này được nói đến như vậy 5 câu hỏi, 5 câu tuyên bố, 5 câu trả lời. Thế Tôn đã nói như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong năm Pháp, này chưa hiền, tỷ kheo chân tránh khéo tu tập tâm, vân vân là người chấm dứt khổ đau. Trong năm Pháp gì? Trong năm căn, vân 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 vân, trong sáu Pháp gì? trong sáu xuất ly giới, vân vân. Vân vân, trong bảy pháp gì? Trong bảy giác chi, vân vân. Vân vân, trong tám pháp gì? Trong con đường thánh có tám ngành, vân vân. Vân vân, trong chín pháp gì? Trong chín hữu tình cư, vân vân. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố 10 câu trả lời được Thế Tôn nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Trong 10 pháp này chư hiền tỷ kheo trơn tránh khéo tu tập tâm, trơn tránh thấy được cứu cánh. Sau khi trơn tránh thắng chi mục đích ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong 10 pháp? Trong 10 thiện đạo trong mười pháp này, này chư hiền, tỷ kheo chân tránh tu tập tâm, chân tránh thấy được cứu cánh, sau khi chân tránh thắng chi mục đích, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời. Thế tôn đã nói như vậy, do duyên này được nói như vậy. Như vậy, này chư hiền. Thế Tôn đã nói đến trong các câu hỏi lớn. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời, vân vân. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời. Này Chư Hiền, lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Này Chư Hiền, nếu muốn, các vị hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời các hiền giả như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Thưa vâng, đại tỷ. Các nam cư sĩ ở Kazangala sau khi hoan hỷ tín thọ lời tỷ kheo ni ở Kazangala nói. Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tỷ kheo ni ở Kazangala. Thân phía hữu hướng về tỷ kheo ni rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đành lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên các nam cư sĩ ở kazangala đem câu chuyện nói với tỷ khao ni ở kazangala như thế nào tất cả đều thuật lên thế tôn rõ lành thay lành thay này các gia chủ này các gia chủ có trí tuệ là tỷ khao ni ở kazangala này các gia chủ có đại trí tuệ là tỷ kheo ni ở kazangala này các gia chủ nếu các ông có đi đến ta và hỏi ý nghĩa này ta cũng trả lời như vậy như tỷ kheo ni ở kazangala đã trả lời đây là ý nghĩa của lời nói ấy hãy như vậy thọ trì chín la mã kinh người Kosala thứ nhất Pathama Kosala Sutta 29. Này các tỷ kheo, xa rộng như thế nào là nước Kasi Kosala? Xa rộng như thế nào là sự trị vì của vua Pasenadi nước Kosala? Trong phạm vi như vậy, vua Pasenadi nước Kosala được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các tỷ kheo, đối với vua pasenadi nước kosala có sự đổi khác có sự biến hoại thấy vậy này các tỷ kheo vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong vấn đề ấy do nhàm chán trong vấn đề ấy vị ấy từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với hạ liệt này các tỷ kheo xa cho đến mặt trăng mặt trời di chuyển xoay chuyển, ban ti, trói sáng các phương, cho đến như vậy là ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, có một ngàn mặt trăng, có một ngàn mặt trời, có một ngàn vua núi Sineru, có một ngàn cõi diêm phù đề, một ngàn tây ngưu hóa châu, một ngàn bắc cu lô châu, một ngàn đông thắng thần châu, bốn ngàn biển lớn bốn ngàn đại vương một ngàn tứ đại thiên vương một ngàn tam thập tam thiên một ngàn dạ ma thiên một ngàn đâu xuất thiên một ngàn hóa lạc thiên một ngàn tha hóa tự tại thiên một ngàn phạm thiên giới này các tỷ kheo xa rộng cho đến một ngàn thế giới đại phạm thiên ở đấy được xem là tối thượng tuy vậy này các tỷ kheo đối với đại phạm thiên có sự đổi khác có sự biến hoại thấy vậy này các tỷ kheo vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong đại phạm thiên ấy do nhàm chán trong đại phạm thiên ấy từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với hạ liệt này các tỷ kheo có một thời đến thời ấy Thế giới này chuyển hoại, trong khi thế giới chuyển hoại, này các tỷ kheo, các loài hữu tình phần lớn sanh qua cõi quang âm Abassara Thiên. Ở tại đấy, chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỉ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các tỷ kheo! Trong khi thế giới chuyển hoại, các quang âm thiên được xem là tối thượng. Nhưng này các tỷ kheo, đối với chư quang âm thiên, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong cõi quang âm thiên ấy. Do nhàm chán trong cõi quang âm thiên ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng. Còn nói gì đối với hạ liệt? Này các tỷ kheo, có 10 thiền án xứ này, thế nào là 10? Một người tưởng chi thiền án đất, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng chi thiền án nước, vân vân. Một người tưởng chi thiền án lửa, vân vân. Một người tưởng chi thiền án gió, vân vân một người tưởng chi thiền án xanh, vân vân. một người tưởng chi thiền án vàng, vân vân. một người tưởng chi thiền án đỏ, vân vân. một người tưởng chi thiền án trắng, vân vân. một người tưởng chi thiền án hư không, vân vân. một người tưởng chi thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các tỷ kheo có 10 thiền án xứ này. Cái này là tối thượng, này các tỷ kheo, trong 10 thiền án xứ này, tức là thiền án thức. Có người tưởng chi phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các tỷ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có tưởng như vậy, này các tỷ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng. Còn nói gì đối với hạ liệt? Này các tỷ kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào là tám? Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu sau khi nhiếp thắng chúng vị ấy tưởng chi như sau ta biết ta thấy đó là thắng sứ thứ nhất một vị quán tưởng nội sắc thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu sau khi nhiếp thắng chúng vị ấy tưởng chi như sau ta biết ta thấy đó là thắng sứ thứ hai một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhếp thắng chúng, vị ấy tưởng chi như sau. Ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng chi như sau. Ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ tư một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh tướng sắc xanh hình sắc xanh ánh sáng xanh như bông gai màu xanh sắc màu xanh tướng sắc xanh hình sắc xanh ánh sáng xanh như lụa ba la nại cả hai mặt láng trơn màu xanh sắc màu xanh tướng sắc xanh hình sắc xanh ánh sáng xanh như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng chi như sau, ta thấy, ta biết, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như bông canicara màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, như lụa ba la nại cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng chi như sau. Ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ như bông bandu jivaka màu đỏ, vân vân, như lụa ba la nại cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Sau khi nhiếp thắng chúng vị ấy tưởng chi như sau ta biết ta thấy đó là thắng sứ thứ bảy một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng như sao mai osadi màu trắng sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng như lụa ba la nại cả hai mặt láng trơn màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng chi như sau, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tám này các tỷ kheo có tám tháng xứ này cái này là tối thượng này các tỷ kheo trong tám tháng xứ này tức là có người quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng sau khi nhiếp thắng chúng vị ấy tưởng chi như sau ta biết ta thấy này các tỷ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có tưởng như vậy. Này các tỷ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt này các tỷ kheo có bốn con đường này thế nào là bốn con đường khổ thắng chi chậm con đường khổ thắng chi mau con đường lạc thắng chi chậm con đường lạc thắng chi mau này các tỷ kheo có bốn con đường này cái này là tối thượng này các tỷ kheo trong bốn con đường này tức là con đường lạc, thắng chi mau. Này các tỷ kheo, có những chúng sanh thực hành như vậy. Đối với các chúng sanh thực hành như vậy, này các tỷ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt? Này các tỷ kheo, có bốn tưởng này. Thế nào là bốn? Có người tưởng chi có hạn lượng, có người tưởng chi đại hành, có người tưởng chi vô lượng, có người tưởng chi vô sở hữu xứ, nghĩ rằng không có vật gì. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng này điều này là tối thượng này các tỷ kheo trong bốn tường này tức là có người tưởng chi vô sở hữu xứ nghĩ rằng không có sự vật gì này các tỷ kheo có những chúng sanh có tưởng như vậy đối với các chúng sanh có tưởng như vậy này các tỷ kheo có sự đổi khác có sự biến hoại thấy vậy này các tỷ kheo vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy do nhàm chán trong ấy vị ấy từ bỏ sự tối thượng còn nói gì đối với hạ liệt điều này là tối thượng này các tỷ kheo trong các thành kiến của các dị học tức là nếu ta không có trong lúc ấy thời nay đã không có của ta nếu ta sẽ không có thời sẽ không có của ta với người có chi kiến như vậy này các tỷ kheo có thể chờ đợi như sau sự không nhàm chán này đối với hữu sẽ không có đối với người ấy sự nhàm chán này đối với hữu diệt sẽ không có đối với người ấy này các tỷ kheo có những chúng sanh có chi kiến như vậy đối với chúng sanh có chi kiến như vậy này các tỷ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn, vân vân tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng Điều này là tối thượng. Này các tỷ kheo, trong các vị tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là sự vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, sự chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Họ thuyết pháp để thắng chi cái ấy, để giác ngộ cái ấy. Này các tỷ kheo, có những chúng sanh có nói như vậy. Này các tỷ kheo, đối với các chúng sanh có nói như vậy, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn, vân vân tuyên bố hiện tại niết bàn là mục đích tối thắng điều này là tối thượng này các tỷ kheo trong các vị tuyên bố hiện tại niết bàn là mục đích tối thắng tức là sau khi như thật biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xúc xứ được giải thoát không có chấp thủ này các tỷ kheo ta là người đã nói như vậy đã tuyên bố như vậy và một số sa môn bà la môn xuyên tạc ta với điều không thật là phi hữu chống không nói láo nói rằng sa môn gotama không tuyên bố sự liễu chi các dục không tuyên bố sự liễu chi các sắc không tuyên bố sự liễu chi các thọ và này các tỷ kheo Ta tuyên bố sự liễu chi các dục, ta tuyên bố sự liễu chi các sắc, ta tuyên bố sự liễu chi các thọ, ta tuyên bố ngay trong hiện tại sự vô dục, tịch diệt, thanh lương, không chấp thủ, bát niết bàn. Mười La Mã Kinh Người Cô Sa La Thứ Hai Đu Ti Gia Cô Ta Ba Mươi một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala từ một trận chiến trở về, thắng trận, mục đích đã đạt được. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến khu vườn. Vua đi xe đến chỗ có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ và vào khu vườn. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo. Thưa các tôn giả, nay thế tôn bậc A-la-hán tránh đẳng giác chú ở đâu? Thưa các tôn giả, chúng tôi muốn ý kiến thế tôn bậc A-la-hán tránh đẳng giác. Tâu Đại vương, kia là ngôi tinh xá có cửa đóng. Ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy, đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp, bước vào mái hiên, đằng hắng rồi gõ nơi then cửa. Thế tôn sẽ mở cửa cho Đại vương. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến ngôi tinh xá có cửa đóng ấy, đi đến không có tiếng động, không có hấp tấp, Bước vào mái hiên Đằng hắng rồi gõ vào then cửa Thế tôn mở cửa Rồi vua Pasenadi Nước Kosala đi vào tinh xá Đầu cúi dạp xuống Trước chân Thế tôn Miệng hôn chân Thế tôn Lấy tay xoa bóp Và nói lên tên của mình Bạch Thế tôn Con là vua Pasenadi Nước Kosala Bạch Thế tôn con là vua Pasenadi nước Kosala. Thưa đại vương, do đại vương thấy ý nghĩa lợi ích gì mà đại vương lại làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này. Bạch Thế Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn, mà con làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy Và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn Bạch Thế Tôn Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số An lạc cho đa số Là vị đã an lập thánh tránh lý cho đa số Tức là tránh trơn pháp tánh Thiện pháp tánh Bạch Thế Tôn Vì Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số an lạc cho đa số tức là tránh trơn pháp tánh thiện pháp tánh vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với thế tôn lại nữa bạch thế tôn thế tôn có giới có phật giới có thánh giới có thiện giới có đầy đủ thiện giới bạch thế tôn vì rằng thế tôn có giới có phật giới có thánh giới có thiện giới có đầy đủ thiện giới bạch thế tôn vì con thấy ý nghĩa lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với thế tôn lại nữa bạch thế tôn Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các chú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh, xa vắng. Bạch Thế Tôn Vì rằng Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các chú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh, xa vắng. Bạch Thế Tôn Vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn. Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn. Vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn vì con thấy vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là vô thượng phước điền ở đời. Vì rằng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường đáng được chắp tay là vô thượng phước điền ở đời bạch thế tôn vì con thấy vân vân lòng kính mộ đối với thế tôn lại nữa bạch thế tôn những câu chuyện nào thuộc hướng thượng thích ứng khai mở tâm trí ví như câu chuyện về ít dục câu chuyện về biết đủ câu chuyện về viễn ly câu chuyện về không tụ hội câu chuyện về tinh cần tinh tấn câu chuyện về giới câu chuyện về định câu chuyện về tuệ câu chuyện về giải thoát câu chuyện về giải thoát chi kiến các câu chuyện như vậy thế tôn có được không khó khăn có được không mệt nhọc có được không phí sức vì rằng bạch thế tôn những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, vân vân, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc chú có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì rằng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với Bốn Thiền, vân vân, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, vân vân, nhớ lại nhiều đời với các nét đại cương và các chi tiết vì rằng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân. Nhớ lại nhiều đời sống với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vân vân đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vì con thấy vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát. Vì rằng bạch thế tôn, thế tôn do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ lòng kính mộ đối với thế tôn bạch thế tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công tác, có nhiều công việc phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng dậy, đành lễ thế tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi.